Hà Nội nó niềm tin yêu hy vọng. Lấy hơi nhá. Nào, ok. Hà Nội đó niềm tin yêu. No, không, không được lấy hơi đấy. Nè. Hà Nội nó niềm tin yêu hy vọng của hôm nay và mai sau. Đó, con hát một câu, con phải lấy hơi và con phải lấy hơi đúng chỗ thì âm thanh mới hay. Cái câu này ha, làm lại nhé. Rồi, cái câu này con hát gần được. Nhưng nếu mà con hát rời rạc quá thì thấy nó với cái câu này, bông ngà che ngực em, nói cho nó nhịp điệu hơn một chút chứ. Bông ngà che ngực em, nó bị đều đều quá, nó thành ea quá, thành rời rạc quá, thành ẻ oải. Nếu mà cái tempo con để như thế, người ta nghe ra thế thì ẻ oải. Như vậy là con sẽ hát cho nó hợp lý hơn. Giống như nói về nhớ anh không ngủ, thế thôi. Bóng ngà che ngực em, về nhớ anh không ngủ. Con nói ra con hát thế. Bóng ngà che ngực em, về nhớ anh, đúng không? Về nhớ anh không ngủ. Nói thôi, không phải hát, không cần âm thanh gì, chỗ đấy nhiều cả. Nói theo cảm xúc, cái chỗ đấy là chỗ còn nói cảm xúc. Về nhớ anh không ngủ. Một câu đó thôi là con đã phải áp dụng rất nhiều kỹ thuật với rất nhiều cảm xúc vào trong một câu hát rồi ha. Ở đây cô muốn nhấn mạnh là cái âm thanh legato, cái hơi thở legato khi áp dụng vào một cái câu hát, cho dù là con nói âm thấp hay âm cao thì cũng phải âm thanh nó luôn luôn phải đi liền với nhau. Còn cái lúc mà con nói con ngắt ra, con ngắt câu không có nghĩa là không legato, vẫn legato, con ngắt ra đấy. Mặc dù cái hơi thở của legato là liền hơi, nhưng nó hát theo câu nhạc. Nếu như nghe cái legato là trời sáng em làm dẫy, thấy bóng cây cơ nia, bóng ngà che ngực em, về nhớ anh không ngủ. Như vậy nó có thành ra mấy cái hơi thở, có được phép lấy hơi trong đó ha. Ok, như vậy là cái kỹ thuật legato mình có thể tạm dừng ở đây ha. Thì là con hiểu được cái kỹ thuật legato như thế. Và cô sẽ mời một bạn nữa lên làm kỹ thuật staccato nhé. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Giờ chúng ta sẽ hát áp dụng một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, bài hát Cô gái vót trông, rất là hợp với một cái kỹ thuật staccato. Ok. Được. Con hát bài này con nảy nhé. Như bao cô gái ở trên non, cô gái sống ba đầu búi tóc thon. Nảy âm thanh gọn, tiếng âm thanh cho cô ha. Như bao cô gái ở trên non, chỗ này con gọn nữa, chim hót không anh. Thoải mái ra. Lúc này con chủ động cái
con chủ động con phỏng lại cái tiếng chim. Chim hót không hay bằng tiếng, tiếng con đã phải nảy lên rồi. Tiếng nhất âm thanh lên nhắc hầu hình. Tiếng hát em. Là mình phải thể hiện cái kỹ thuật và cái cô staccato, nó là điểm nhấn của bài. Con làm lại cái đoạn đó cho cô ha. Cảm ơn em.